Hà Đông mà vẫn còn có căn nhà rẻ có hơn 1 tỷ á. Mọi người không tin nhưng mà trong video này Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị. Mới có 2 hôm trước thôi, vẫn còn nhà 1 tỷ 7 ở Yên Nghĩa. Tuy nhiên hôm qua thì trên bản hàng đã bị hết sạch rồi, đã có đều chủ nhân mới. Và với cái căn nhà này thì Ngọc Ánh sẽ quay cho quý vị giá bán 1 tỷ 650 triệu đồng. Kia là đường ô tô và đây là căn nhà. Ngõ trước nhà 2m cách với đường ô tô vô cùng là gần. Và với cái vị trí này thì nó thuộc phường Biên Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Vẫn thuộc quận Hà Đông và với cái căn nhà này quý vị có thể chi trả trước 600 đến 700 triệu tiền mặt. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa là 30 năm và tối thiểu là 3 năm với cái lãi suất hiện tại cực kỳ là thấp đến từ những cái ngân hàng cực kỳ là uy tín. Ví dụ như BIDV này, MB này. Và mời mọi người theo em vào khám phá cụ thể căn nhà. Diện tích 30m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng, giá bán 1 tỷ 650 triệu, bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ về 4 ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Đây là phần ngôi nhà cụ thể. Cửa chính của ngôi nhà thiết kế 2 lớp, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa gỗ kính. Và với thiết kế ở bên trong thì hoàn thiện cơ bản cái căn nhà này, hồ sơ điện nước đầy đủ rồi. Theo như hiện trạng quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay. Đây là phần tầng 1, Ngọc Ánh đang đứng. Tầng 1 thiết kế phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Đây, ở đây thiết kế cho quý vị ngoài cái phần cửa chính thiết kế thêm một cửa sổ phụ nữa, rất là thoáng. Về cơ bản là căn nhà này giá nó rất là rẻ, cho nên cái phần gọi là những cái đồ mà cao cấp thì nó không hẳn là có đâu mọi người ạ. Tuy nhiên về cái mức trung bình, về cái phần hoàn thiện, tất cả mọi cái thiết bị vệ sinh, tủ bếp, mọi cái nó đều ở nằm ở mức bình thường thì nó hình thành nên cái giá nhà ổn định cho quý vị. Và cũng hiện tại là chỉ còn duy nhất một cái căn này thôi là giá rẻ. Gần như hiện tại Ngọc Ánh đang quay ngày hôm nay là ngày mùng 8 tháng 3 năm 2023 thì nó là rẻ nhất, 1 tỷ 650 triệu. Đây là cái phần phòng khách. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện đều được lắp đặt đầy đủ, diện tích sổ đỏ 30m². Từ vị trí ngôi nhà này gần với lại trục đường quốc lộ 6, giao thông đi lại rất là thuận tiện. Cái khu vực ở Biên Giang nó là cuối cùng, là cái phường cuối cùng của Hà Đông. Hà Đông tính ra thế nhưng rất là rộng và Biên Giang nó là phường cuối cùng của Hà Đông. Đi theo cung đường từ bến xe Yên Nghĩa xuống tới vị trí Biên Giang nó rơi khoảng tầm từ 2 đến 3 đến 4 km tùy từng vị trí quý vị nhé. Vậy cho nên rất nhiều khách hàng hỏi, ủa tại sao mà những cái căn nhà em quay nó lại có cái giá rẻ như thế? Thì thực tế luôn, giá rẻ đồng nghĩa với cái vị trí. Chứ còn thực tế nhà như thế này, sổ đỏ đầy đủ, sang tên trong ngày cho quý vị, không có một cái hình thức nào review theo cái kiểu lừa đảo hay là rằng câu like giật tít cả quý vị đến xem nhà là như thế. Vị trí thì nó sẽ phù hợp với cái cung đường quý vị đi làm. Như căn nhà này thì nó sẽ phù hợp với quý vị đi làm ở Hà Đông này, đi làm ở Chương Mỹ này. Không khuyến khích cho quý vị mà tìm nhà, ví dụ quý vị mà đi làm ở tận Giáp Bát, Hoàng Mai mà sang đây mua thì nó cực kỳ là xa, nó sẽ rơi vào khoảng tầm 20 km quý vị ạ. Hoặc là kể cả Mỹ Đình thì xuống đây nó cũng rơi vào phạm vi bán kính khoảng tầm 20 km. Chỉ phù hợp với quý vị nào đi làm ở Hà Đông, đi làm ở Chương Mỹ thôi. Và Ngọc Ánh xin nhấn mạnh lại, còn duy nhất một căn nhà này giá rẻ thôi. Đây là cái phần phòng bếp. Phòng bếp của ngôi nhà nó chung hoàn thiện cơ bản xong hết rồi. Tủ gỗ này, rồi là thiết bị phụ kiện bếp, chậu rửa, vòi rửa hoàn thiện xong hết cho quý vị rồi nhá. Đây. Rất chỉnh chu, rất là ngăn nắp luôn. Đấy. Phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1 đầy đủ. Cho quý vị. Bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm, hồ sơ điện nước. Theo như hiện trạng căn nhà này chỉ còn một chút chút về cái phần dọn dẹp vệ sinh là quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay. Ngăn cách giữa phần cầu thang và phần phòng khách, ở đây có một cái vách lam gỗ. Đấy. Rồi là mặt bậc của bậc cầu thang thì ốp đá đen cổ trắng, tay vịn cầu thang thiết kế toàn bộ là gỗ. Đó. Như vậy Ngọc Ánh đã review cho quý vị một cái căn nhà rất là rẻ ở phía tầng 1 đường ngõ rồi. Mời quý vị theo em lên khám phá tầng 2 của ngôi nhà. Căn nhà này thì thiết kế tầng 2, 3, 4 giống nhau. Mỗi một tầng thiết kế cho quý vị một phòng rất là rộng. Ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều được thiết kế đầy đủ. Rồi là hệ thống cửa sổ đầy đủ, thiết kế 2 lớp. Bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện. Bên ngoài là cửa nhôm hệ, bên trong là cửa sắt sơn tĩnh điện, 2 lớp cửa rất là an toàn, thẩm mỹ. Cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ với cái không gian phòng ngủ này rất là vuông vắn. Dễ dàng để quý vị có thể kê đồ nội thất này.
Và với cái phần tầng 2, 3, 4 thì chủ nhà không thiết kế trần thạch cao quý vị nhé, mà chỉ thiết kế trần thường như thế này thôi, đơn giản thôi. Đấy. Còn tổng quan Ngọc Ánh quanh thế nào thì quý vị đến xem như thế, không đẹp hơn mà cũng không xấu hơn được. Đây là cái phần phòng vệ sinh ở phần tầng 2. Này, đầy đủ bồn cầu này, sen tắm này, lavabo cho quý vị. Cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Phòng vệ sinh tương đối là rộng quý vị nhé. Quạt hút mùi và đầu chờ bình nóng lạnh. Mời quý vị theo em lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà. Với căn nhà 30m², hướng nhà là hướng Tây Nam. Nếu như quý vị nào mà đang có cái tầm tiền vừa phải 600-700 triệu mà lại còn mong muốn tìm được căn nhà hợp với đúng hướng mình, hướng Tây Nam, thì đừng bỏ lỡ cái căn nhà này quý vị ạ. Bởi vì nó cũng chỉ còn duy nhất một căn nhà này giá rẻ thôi. Còn về sau, những cái căn giá rẻ này hết rồi thì ở trong cái bảng hàng của Ngọc Ánh cũng ở khu vực như vậy, thì giá bán hiện tại đang chào từ 1 tỷ 8 trở lên quý vị nhé. Đấy. Còn 100% pháp lý chuẩn chỉnh, sổ đỏ chuẩn chỉnh, bao toàn bộ phí thuế với cái giá bán mà Ngọc Ánh đang chào đưa tới tay khách hàng. Phòng vệ sinh ở phần tầng 3, với cái căn nhà này 4 tầng, 3 phòng vệ sinh, tầng 1, 2 và 3. Mỗi một tầng thiết kế một phòng vệ sinh. Riêng ở trên phía tầng 4 thì thiết kế cho quý vị thay thế vào cái phòng vệ sinh là thiết kế phần sân phơi. Thì mời quý vị theo em nên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và đây là phần tầng 4 của ngôi nhà. Trên phía tầng 4 có một ô giếng trời để lấy thoáng ánh sáng toàn bộ xuống khu vực cầu thang. Tầng 4 thiết kế thêm cho quý vị một phòng như thế này. Với cái phòng này quý vị có thể thiết kế làm phòng thờ, phòng làm việc, tùy công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Đấy, còn Ngọc Ánh review từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà thì toàn bộ nó là thật cho quý vị thực tế luôn. Phần còn lại đây là phần sân phơi. Với cái vị trí căn nhà này thì xung quanh dân cư rất là đông đúc, giao thông đi lại thuận tiện. Từ vị trí này nó ra tới bến xe Nghĩa khoảng tầm 3,5 km quý vị nhé. Đó. Theo trục đường quốc lộ 6 kéo dài, sắp mở rộng từ 2 làn sang 4 làn đường. Giá bán 1 tỷ 650, diện tích 30m, hướng nhà là hướng Tây Nam. Quý vị muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp với lại Nha Top theo số điện thoại ở phía trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.